Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Thì ở video hôm nay thì mình sẽ dùng những cái số tiền mà mình đã đá được chế độ Event đó, và mình sẽ mua những cầu thủ nổi tiếng và những cầu thủ hiếm trong Dream Soccer 2020. Thì mong sẽ là những cầu thủ ví dụ như là Ronaldo hoặc là Messi, hai cầu thủ hiếm nhất trong Dream Soccer 2020. Và bây giờ thì ở video trước thì mình cũng đã hướng dẫn anh em cách để có thể kiếm được những cái số tiền lớn như mình rồi. Đá chế độ Event 2 rồi. Chế độ Event 2 thì mình đã kiếm được khoảng là hơn 15.000 vàng. Và bây giờ mình đã còn lại đó là 9.600 vàng anh em nhé. Còn lại 9.600 vàng. Và bây giờ mình sẽ mua những cầu thủ nổi tiếng mà mình sẽ tiêu hết số vàng này. Và mình sẽ xem mình sẽ mua được những cầu thủ nào anh em nhé. Rồi mình sẽ đem review luôn cho anh em xem. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào thị trường chuyển nhượng. Thì cầu thủ đầu tiên mình mua sẽ là Paulo Dybala, với giá đó là 1.790 vàng và chỉ số đó là 83. Và mình sẽ mua luôn nhé. Đây mình sẽ khởi động lại. Đây mình sẽ vào lại và mình sẽ mua Paulo Dybala luôn. Cầu thủ mình khá là thích trong Dream Soccer, cũng như là thích trong người đời thật, cầu thủ người Argentina. Ok nhé. Và đây bây giờ là màn ra mắt của cầu thủ Paulo Dybala. Đây là cầu thủ đầu tiên và mình đã mở. Ok, Dybala mặt khá là đẹp. Tiếp theo thì mình còn một sự tìm kiếm miễn phí nữa, một cái icon, một cái tính năng gọi là tìm kiếm miễn phí nữa. Bây giờ mình sẽ toát ra, mình vào lại. Nhiều anh em bảo là khuôn mặt một số cầu thủ này nó thật như một thảm họa anh em ạ, nhưng mà bản này thì đây chỉ là một cái bản demo thôi, bản gọi là beta thôi, chưa phải là bản chính thức, nên là mọi cái sự ấy của nó, mọi sự thay đổi của nó, mọi sự gọi là hoàn hảo nhất của nó là phải xuất hiện ở cái bản chính thức. Còn cái bản này thì vẫn chỉ là một cái bản beta, bản demo thôi, chưa là bản chính thức, nhưng chúng ta chỉ biết trông chờ vào cái bản chính thức của nó ra vào tháng 1 năm nay. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ xem nó là bây giờ thì lúc đấy thì các bạn mới đánh giá được chuẩn nhất về bản Dream Soccer 2020. Ok, vậy là mình đã tìm 2 lần rồi và chưa tìm được cầu thủ nào hay cả. Đấy là những cái lượt tìm miễn phí thôi. Bây giờ chúng ta sẽ phải tìm cái đắt này, đắt tiền này, 500 vàng nhá. Rất là tiếc luôn, đã mãi mình kiếm được. Ok, không may mắn thì chúng ta đã không được những cầu thủ mình mong muốn. Tiếp theo mình sẽ cố gắng là xem vận may của mình đến đâu, xem mua được những cầu thủ nào. Đây có thủ đánh Zohat này. Ok, tiếp tục là một Legendary nhá, xem được cầu thủ nào nữa. Ok, rất là hay, chúng ta đã có Luis Suarez rồi. Rất là may mắn khi chúng ta đã mở được Luis Suarez luôn. Và đương nhiên rồi, mình sẽ mua. Ok, một tân binh nữa đến với đội bóng của mình. Rất là hay, như vậy đã có thêm một cầu thủ siêu sao nữa đến với đội của mình rồi. Đây là Pique nữa. Pique thì mình không nên mua, mình không mua anh em nhé. Đây không phải cầu thủ mình yêu thích. Mình sẽ cố gắng mua những cầu thủ mà mình yêu thích nhất để gọi là để trải nghiệm, để thi đấu trong thời gian tiếp theo cho anh em xem, để làm những cái video hơn, hay hơn cho anh em xem luôn. Tiếp tục nhá, 500 vàng. Điều rất là tiếc luôn. Ok, như vậy chúng ta đã mở Messi này. Rất là may mắn anh em ơi. Ok, như vậy chúng ta đã mở Messi rồi. Bây giờ sẽ bán bớt một số cầu thủ đi. Bán một số cầu thủ vị trí tiền đạo nhá, bán bỏ. Ok, và mình sẽ mua Messi. Rất là may mắn, trong đợt mở thứ 3 thì chúng ta đã mua được Messi rồi. Vui quá anh em ơi. Rất là may mắn thì mình đã có Lionel Messi trong tay rồi. Tiếp theo thì mình có một lượt mở nữa. Ok, lần mở nữa thì chúng ta sẽ mở nốt 500 vàng còn lại.
không may mắn rồi, thì chúng ta đã không mở được cầu thủ nổi tiếng rồi. Nhưng không sao, mình đã có Lionel Messi trong tay. Bây giờ thì mình sẽ mở bằng một cái kim cương em nhé. Mở khoảng 20 kim cương này. Bây giờ sẽ phải bán bớt cầu thủ đi. Tiếp tục bán ở vị trí tiền đạo. Bán bỏ số cầu thủ mà chỉ số thấp đi. Ok. Bây giờ sẽ mở kim cương. Cầu thủ đó là Sola. Ok, như vậy mình đã dùng hết những cái số vàng của mình và mở đến những cầu thủ mà mình cảm thấy cũng khá là ok rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho anh em những cầu thủ đó là những cầu thủ nào nhá. Đầu tiên đó là Suarez, Luis Suarez này. À, đầu tiên đó là Paulo Dybala. Ok, Paulo Dybala. Tiếp theo cầu thủ mình mở được thứ hai đó là Luis Suarez này. Luis Suarez và thứ ba đó là Lionel Messi, cầu thủ mà rất nhiều bạn đã mong muốn có được trong đội hình của mình. Đây, thì như vậy mình đã có được 5 cầu thủ gọi là xuất sắc rồi. 5 cầu thủ gọi là xuất sắc trong đội hình của chúng ta. Rất là hay luôn và rất là may mắn thì trong lượt mở thứ ba thì chúng ta đã có Lionel Messi. Ok. Thì bây giờ thì mình sẽ vào đá thử một trận đấu xem sao anh em nhé. Mình sẽ đá một trận đấu Evan. Ok, như vậy là chế độ Evan này đã hết giờ rồi. Đã hết giờ 3 ngày nữa thì mình có thể mở ra được nữa. 3 ngày nữa thì chúng ta mình có thể mở ra được. Bây giờ sẽ chiếm một trận đấu đá online luôn nhé. Chiếm một trận đấu đá online luôn. Xem sức mạnh của đội hình này sẽ như thế nào. Rất là may mắn rồi, mình cảm thấy rất là may mắn thì chúng ta đã có được thêm được 3 tân binh nữa để hoàn thiện cái đội mình đội hình của chúng ta hơn. Đội bạn chơi chiến thuật gì đây? Đội bạn hình như không đá hay sao anh em ạ? Ôi rất là tiếc, thì bàn thắng vẫn chưa đến. Ok, như vậy Paulo Dybala đã chấp thế cơ rồi, tỷ số đang lên 1-0. Và dứt điểm trúng sang ngang của Suarez và Dybala đã tận dụng cơ hội. Ok, như vậy chúng ta có chiến thắng, đối thủ đã ao ra rồi, chúng ta đã có chiến thắng đầu tiên. Thì bây giờ thì mình sẽ chơi thử một trận đấu nữa anh em nhé. Làm một trận đấu nữa. Cái này chế độ đá online lần này thì nó có 20 division cơ. Thì chúng ta phải chơi rất là nhiều để mình có thể đạt tới 20 division. Qua được 20 division và đến với division 1, nghĩa là chế độ đá cao nhất anh em ạ. Đội hình chúng ta như vậy là hình khá là ok rồi. Wilson, Suarez bật nhảy liên tục anh em ạ. Ok, như vậy đã có tình huống phạm lỗi rồi. Bây giờ mình sẽ thử một cú sút thẳng em nhé. Sút thẳng này. Ok, bóng trúng tay của thủ môn luôn. Một đường cong, một pha vẽ đường cong của Eden Hazard nhưng mà bàn thắng thì vẫn chưa đến. Đội bạn bật nhả khá là hay luôn. Asensio. Ok, một vào chuyền về. Đội bạn có những pha phòng thủ khá là hay luôn. Cho dù đội trong đội hình của chúng ta đã có rất nhiều các siêu sao rồi, nhưng mà phải thật cố gắng thì chúng ta mới có thể có bàn thắng. Vì ở chế độ đá online này thì rất nhiều các game thủ từ các quốc gia trên thế giới, chứ không phải riêng mình Việt Nam, nên là nó rất là khó anh em ạ. Rất là khó chơi. Vì đây chỉ là bản beta thôi, nên là bản này chưa có chính thức ở Việt Nam, nên là game thủ ở Việt Nam sẽ rất là ít, ít hơn so với các game thủ của thế giới. Như vậy chất lượng nó sẽ được nâng cao lên. Và chúng ta sẽ gặp, đương nhiên rồi, chất lượng nâng cao lên thì một số mà anh em nào mà chơi kém thì sẽ gặp một chút bất lợi. Ok, rất là may thủ thành của chúng ta đã băng ra.
và có một pha cản phá tốt rồi. Chọn bóng. Ồ, lag rồi anh em ơi. Suarez. Dybala. Hazard. Liên tục được những pha bật nhả. Theo lối đá Titi Kaka của Barca. Nhưng bàn thắng thì vẫn chưa đến. Đây là Lionel Messi. Không kịp rồi. Mất đà của Asensio. Rất tốt thì thủ thành chúng ta đã có một pha cản phá tiếp theo. Tỷ số vẫn là không đều. Thì có một điểm đặc biệt ở cái bản đợt Big Soccer 2020 này, đó là thời gian bù giờ của nó được rất là nhiều anh em ạ. Có lần mình được bù giờ tận 9 phút rồi. Mà ở các bản trước thì chỉ bù giờ có 3 đến 4 phút thôi. Bản này thì bù giờ là tận 9 phút liền. Thực sự nó rất là nhiều. Ok, như vậy chúng ta có bàn thắng đầu tiên. Ghi bàn đó là hình như là Luis Suarez rồi. Đúng vậy. Thì Luis Suarez đã có bàn thắng đầu tiên trong ngày ra mắt câu lạc bộ của mình. Ok, như vậy đội bạn đã thoát ra rồi và chiến thắng thứ hai dành cho mình. Ok, như vậy mình đã chiến đấu hai trận đấu đá online rồi và đều giành hai chiến thắng. Thì đến đây video của mình cũng xin kết thúc. Anh em nào thấy video của mình hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký giúp mình để mình ra những cái video hay là những cái thử thách hay là những cái gì đó về bản đời Big Soccer 2020 mới nhất và mình có thể là làm luôn cho anh em xem để anh em có thể trải nghiệm tốt nhất về game đời Big Soccer 2020. Đến đây thì mình xin kết thúc video. Bye bye anh em. Chúc anh em có buổi tối thật là vui vẻ. Bye bye.